Rồi, hello các bạn. Thì hôm nay mình làm clip để lên sóng hai cặp loa Bose MD100. Thì dòng loa này thì lúc trước mình cũng đã có lên khoảng hai cái video nói về nó rồi. Nhưng mà không may là gặp một số cái rắc rối, một số chuyện không vui nha các bạn. Cho nên nhưng mà những cái chuyện đó bây giờ nó cũng đã êm xuôi rồi. Nếu các bạn nào đã có từng theo dõi kênh của mình thì mọi việc cũng đã diễn ra tốt đẹp hết rồi. Thì hôm nay cũng chỉ muốn quay lại cái video đó là báo đó là mình có về là hai cặp Bose Model 100. Thì khác với cái cặp loa đợt trước á, thì đợt này là mình về đây là hàng xách tay nha các bạn. Hàng xách tay có hai cặp loa Bose Model 100. Thì ok, hồi nãy mình vừa cắm nhạc vô cái cặp loa này ha, để mình tháo dây ra để mình quay sơ về cái mặt phía sau, cái số series cho các bạn cùng 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 theo dõi nha. Đó, thì mục đích của video đó là để giới thiệu và báo cho một số anh em ha, hoặc một số chú, một số bác á. Đợt trước có hỏi về cái dòng model 100 này á, thì nếu không có theo dõi được qua kênh Zalo của mình á, thì nếu có mình đăng để ha, để thông báo là hàng, có hàng thì hàng về. Thì nói chung cặp màu trắng này chưa vệ sinh nha các bạn. Cặp màu đen sẽ có lau sơ rồi, cặp màu trắng thì chưa vệ sinh, nó còn dính mấy cái vết dơ đây nè. Ok, thì quay nhanh thôi, do hôm nay là trời cũng cũng khuya rồi các bạn, cũng khoảng hơn 10 giờ rồi đó, nên mình không có mở nhạc to được. Đó, thì ok, mình sẽ tháo cái nắp cắm loa ra. Ok, thì lần lượt mình sẽ đi từng cặp nha. Thì cặp thứ nhất màu đen á, thì ok, mình sẽ cho bạn xem sơ lại về cái thông số của nó. Rồi, thì bên đây là chỉ là cái thông tin về cái hãng Bose các bạn. Đó. Rồi, ở đây thì cái số series của mình nó là 749 798 nha các bạn. Đó. Đó, dòng này dòng Made in USA luôn ha, đặc biệt cái dòng Model 100 này dòng Made in USA. Đó, ha, ốc vít cũng còn khá là sáng bóng nè. Đó, còn về thông tin thông số kỹ thuật của loa đó thì dòng này nó in khắc kèm ở đây cho mình xem luôn nè. Nó ghi là thích hợp với cái amply hoặc receiver nha, công suất từ 10 đến 80W một kênh nha các bạn. Trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Đó. Đây. 749 798. Thì cặp cặp màu đen này là nó về theo cái lô hàng đợt trước nha các bạn. Còn cặp màu trắng á, thì nó vừa về về đây khoảng một ngày thôi, hôm qua á. Nhưng mà mình chưa có lên sóng được. Đó, thằng này là 749 799 nha các bạn. Đó, thì hai thằng nó trùng series với nhau. Đó. Thì thằng này không biết mình có lên video chưa, mình không nhớ nữa. Nhưng mà thằng màu đen thì về trước ha, thằng màu trắng thì về sau. Thằng màu trắng thì còn khá là dơ nè, nó còn dính sơn tùm lum nè các bạn. Ok ha. Đây. Ấy, ngược rồi. Ủa kỳ ta. À, cái tem nó dán hơi ngược nha các bạn. Đó. Đây. Ở đây là Bose model. Ồ, cái này là cái mã series khác các bạn. Cái mã series theo kiểu là 356046. À, cũng vậy. À, 3565 356046 nha các bạn. Đó. À, thằng này là 356047 đó, hai series liền kề. Thì thằng này là 100 0AU ha. Rồi, để coi thêm thằng màu đen là cái mã như thế nào. Mình cũng chưa có để ý nhiều về cái dòng này nữa. À, ok. Thằng màu đen này vẫn vậy bạn ơi, đó cũng là 100 0AU. Đó đó đó, đúng rồi. Nói chung là không khác nhau nha bạn, đó chỉ khác màu thôi. Chỉ có cái màu trắng này thì cái tem nó hơi bị ngược xíu, không biết là nó bị
nó khi mà thiết kế nó dán ngược hay là do khi mà nó bị rớt ra người ta dán lại nữa không biết nha các bạn. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là cặp này thì nó trùng đôi trùng cặp nha các bạn. Và hàng về trực tiếp từ bên thị trường Mỹ. Và nó đồng thanh đồng thủ nha các bạn. Nó cặp màu trắng thì hơi dơ, để mình vệ sinh lại em sẽ lên hình nó sao. Còn cặp màu đen thì cũng khá là đẹp đó. Rồi. Thì ngoài ra nè, ngoài ra thì đợt này mình về thì nó có một số dòng ví dụ như đây. Bo Cuvée Jewel màu đen nha các bạn. Đó dòng Cuvée cao cấp của Bose. Cũng chưa vệ sinh ha, có cặp Bo này là Bose 100G nè, hình như là Made in USA luôn. Trung cặp luôn ha. Bo 161 ha. Bo 161 rất là đẹp nha các bạn. Đó. Này là bụi bặm nè. Rất là đẹp. Đó. Còn lại mình có mấy cái dòng khác nữa. Lần này về một một cặp 101 Music Monitor rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp ha, đẹp từ củ loa, củ bass, lưới, thùng, ok. Rất là đẹp, mình sẽ lên sóng sau. Đó, hôm nay chủ yếu mình lên hai cặp Bo D100 này thôi. Thì đặc trưng của dòng Bo D100 này mình nghe tiếng thì nói chung là nó tiếng rất là mềm mại các bạn. Tiếng nó rất là êm ha. Rất là mềm mại, rất là nó không có khô các bạn. Nó không có khô ha, tiếng nó mềm và ngọt. Đó. Khá là hay á, cặp này mình đánh giá là khá là hay á, cũng có rất nhiều anh em săn tìm cái dòng này á bởi cái tiếng của nó mềm mại, ngọt ngào hơn. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở cái video tiếp theo nha, mình sẽ làm về các dòng Bose khác ha, hoặc là JBL vân vân. Rồi nếu thấy thích các bạn hãy nhấn cái kênh để ủng hộ mình nha, các bạn Zalo để xem các sản phẩm âm thanh bên mình cũng như để tiện trao đổi. Rồi hẹn các bạn ở cái video tiếp theo.